Tập 23. Bây giờ con thấy thế nào rồi? Sau khi uống thuốc và tiêm thì con thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bà yên tâm đi, con có thể vượt qua quả thật không dễ dàng gì. Cũng nhờ có thuốc anh ấy mang đến, nếu không con vẫn chưa nói chuyện được như vậy đâu. Ba, con đang nghĩ binh sĩ nữ doanh trại quốc quân đã hy sinh, nhưng họ cũng chỉ có mấy người. Con sợ rằng Con sợ không thể gặp lại họ hay sao? Con đang lo lắng cho họ đúng hay không? Sao không lo được chứ? Bây giờ con chẳng làm được gì hết, chỉ có thể nhìn họ mà không thể giúp được gì hết. Con đã làm rất tốt rồi, nhất là khi xảy ra lục đục nội bộ. Con đã là người giảng hòa, kết nối họ lại với nhau. Nếu họ thật sự có thể thành công thì không thể thiếu công lao của con được. Cha đừng nói như thế, con có công lao gì chứ? Thái Dân, không phải là cha khen con, con trưởng thành hơn ngày trước nhiều. Con đã đóng vai trò không ai có thể thay thế được trong quân đội này. Vai trò này là vô hình, nó sẽ hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Cha đề cao con quá, vô cùng quan trọng, nhất là khi ngăn cản vũ khí của lính Nhật đi về phía Nam. Mỗi một mắt xích đều không thể xảy ra sơ sót, nhất là khi trong đội ngũ xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ thì tốt rồi, họ lại đoàn kết với nhau. À đúng rồi cha, tại sao cha lại muốn đến đây? Con biết cha. Thái Dân, Tiểu Bảo, cha không thấy được, cha không thể lại bỏ rơi con. Cha, Thái Dân, đừng nói nữa, theo cha về Dân Thành đi. Cha đã nhắn nhủ với chốt giao thông ở phía trước rồi, sẽ có người đi cùng chúng ta về Dân Thành. Nhưng mà con vẫn chưa thể đi được. Thái Dân, nghe lời đi mà. Chứng quỷ, chứng quỷ à, bây giờ tình hình có thay đổi rồi. Hideo sẽ không dùng xe lửa vận chuyển vũ khí mà dùng xe hơi. Hả? Như vậy con về Dân Thành trước đi, hay là tôi ở lại đây? Không cần, ông ở lại cũng không làm được gì đâu. Chứng quỷ, nghe lời tôi, về Dân Thành đi. Được, tôi sẽ về. Cô nhớ lấy, đến Dân Thành tìm viên Dịch Bạch, cậu ấy sẽ chờ cô ở cửa thành. Bảo trọng. Tôi ở Dân Thành chờ các anh gì? Được, họ còn đang chờ tôi, tôi đi đây. Cẩn thận đó. Chuẩn bị thuốc nổ xong rồi, lần này vẫn là ở đó. Kích nổ đá núi, chúng ta phải chặn đường xe của lính Nhật. Đại ca, lần này không đổ sập đường sắt nữa hay sao? Lại chen miệng, nghe đại ca nói đi. Lính Nhật sẽ dùng xe tải vận chuyển vũ khí, lần này chúng ta phải chặn đường xe của chúng lại. Đại ca, lần này tác chiến thế nào? Tôi nghe theo anh hết. Lần này nghe theo tôi là sao? Nhớ lấy, chỉ cần ngày nào còn theo tôi kháng Nhật thì ngày đó đều phải nghe lời tôi nói. Đúng thế, chuyện gì Tiểu Thất cũng nghe theo đại ca hết. Vì vậy Tiểu Thất tự tin. Hầu Lĩnh à, cậu thì sao nào? Thôi thôi, đừng nói giới giận quá. Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát đi. Đại ca, đã xong chưa? Xong rồi. Đại ca, bao giờ chúng ta cho nổ? Chờ thêm chút nữa đi, chờ xe tải đi qua thì cho nổ. Đại ca, chắc đại chuẩn quỹ đã đến, chút liên lạc tiếp theo rồi nhỉ? Tính thời gian thì chắc vậy rồi. May mà có đại chuẩn quỹ,
Sao chứ? Tôi lừa lão hầu đến chỗ chị ấy, chỉ để thuyết phục lão hầu đó. Không cần thiết, thiếu ai cũng được hết. Đại ca, vậy tại sao anh cho anh ấy ăn gà rừng chứ? Tôi không cho cậu ta ăn không đâu. Đại ca, đại ca, đại ca, đến rồi. Một hàng xe dài, không thấy điểm dừng luôn. Đại pháo, chờ cho cậu đấy. Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi. Không phải, sao mà họ vẫn còn chưa nổ vậy? Làm sao nói cho cậu hiểu đây? Chuyện này cũng giống như hầm đầu heo vậy đó. Phải khống chế sức lửa, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu được. Cậu nói vậy thì tôi hiểu rồi. Nổ. Tôi nói cậu hay, Lôi đại pháo không hề biết nấu cơm. Cậu xem có phải hơi sớm hay không? Cho nổ sớm quá, chỉ thiếu một chút nữa. Đi. Có người trên đổ núi làm đá lăn xuống đường, đá vụn cản đường, khiến xe tải chở vũ khí phải ngừng lại. Khốn kiếp, chuyện xảy ra quá đột ngột. Những người đó đâu? Đều đã trốn thoát. Một đám vô dụng. Ngài đại tá xin bớt giận. Bớt giận. Chẳng phải đã nói với tôi không có gì đáng lo hay sao? Nhớ lấy, đừng bao giờ khinh thường đối thủ. Từ khi hắn bước vào tầm nhìn của tôi thì tôi vẫn luôn lo lắng. Diệt trừ thổ phỉ, tiêu diệt đội quân phá hoại đường sắt. Chỉ còn hắn sống sót. Hắn và âm hồn bất tử cứ dần qua dần lại trước mắt của tôi. Đi tới mỏ đồng, đến dân thành, từ đường sắt rồi đến quốc lộ. Có hiểu nỗi bất an của tôi chưa? Cuối cùng hắn cũng đến. Cuối cùng mày cũng đến. Bất kể mày có bản lĩnh đến đâu thì tao cũng sẽ thắng mày thôi. Tao sẽ cho mày thấy rõ, tao sẽ vận chuyển vũ khí đi bằng cách nào. Trời ơi, suốt ngày đội mũ nồi, có thể giữ mạng của cậu hay sao chứ? Thì đó, phát nổ cũng làm không xong, mà suốt ngày ở đó khoe khoang. Chút xíu, chỉ thiếu có chút xíu nữa thôi đó. Cậu có biết hay không vậy? Đừng nói nữa. Không ai là thần tiên hết. Ai cũng có lúc sơ suất thôi. Đều tại tôi. Được rồi, cũng chẳng tại cậu gì đâu. Xe tải có thể ngừng lại cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đại ca, còn cách gì hay hay sao? Thật ra chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta tiếp cận xe tải, cho phát nổ một trong số đó thì tất cả chiếc còn lại đều không đi được. Cậu lại ra vẻ nữa rồi. Nói suông vậy rồi sao tiếp cận? Đi trễ thì xe tải chạy đi hết rồi. Bất kể thế nào cũng phải tiếp cận xe tải trước. Vậy đi, chia thành hai tốp. Một tốp cho tôi tiếp cận từ bãi cỏ. Không, không cần tiếp cận. Làm thế quá nguy hiểm rồi.
Nếu như xe tải là cái bia, vậy thì cần các anh cho tôi đại pháo, tôi sẽ có thể cho nổ từ vị trí rất xa. Trời đất ơi, cậu thôi đi, cậu còn dám lên tiếng ở đây nữa. Được rồi. Cậu chắc chắn đại pháo sẽ được hay sao? Tôi... tôi chắc chắn. Đại ca, im miệng. Được, tôi sẽ cho anh đại pháo. Ngài đại tá, ở ngay đằng trước. Báo cáo, tình hình phía trước thế nào rồi? Đá cản đường. Nếu muốn dọn sạch đá thì ít nhất cần 2 ngày. 2 ngày sao? Không được, phải nhanh hơn. Phái thêm người dọn hết đá vụn đằng trước. Dân. Ngài đại tá, cứ để xe quân đội trên quốc lộ hay sao? Xe quân đội tất nhiên để trên quốc lộ rồi. Chẳng lẽ lái về dân thành hay sao? Đã rõ. Phòng bị nghiêm ngặt, nhất định phải tăng cường canh gác, không cho bất kỳ ai đến gần quốc lộ. Đây là thời điểm mấu chốt, nhất định không được sơ suất. Một khi phía trước dọn sạch đá vụn thì lập tức xuất phát. Dân. Bác lộ. Lại để mấy người dẫn trước một bước. Đại pháo. Mau lên đi. Cẩn thận. Đại ca, xe quân đội Nhật đến. Bao, chôn xong thì rút. Rút, rút, rút. Đại ca, đại ca, cướp không? Không cướp. Bao giờ cướp? Bây giờ thì phía sau xe tải có kéo theo xe pháo thì cướp. Không không, đại ca. Chạy qua rồi kìa. Im miệng đi. Đến rồi, đến rồi. Tên nhát gan, tên nhát gan, trong đầu tính cho kỹ, nhất định phải tính toán thời gian cho đúng.
Đi. Anh em, lên xe. Đại pháo, trên xe nhiều đạn pháo lắm, chút nữa đánh cho đẹp mắt. Được, một tượng dỡ súng xuống, những người khác kéo xe pháo. Chậm thôi. Một, hai, đi. Qua bên kia. Đi. Cẩn thận. Chậm thôi, từ từ, nặng lắm. Cái tên nhát gan còn kéo đi đâu nữa? Còn đi tiếp thì lính địch sẽ thấy đó. Đừng lải nhải, nghe theo đại pháo đi. Chậm thôi. Tên nhát gan, tên nhát gan, để đây được không? Cậu lên tiếng đi chứ. Được, được, để đây đi. Được, đại ca, để đây. Xôi lại, 1, 2, 3, nào. Có hố, chậm thôi, nào nào. Từ từ thôi, được không? Lùi về phía sau, lùi lại đi. Xin lỗi, xích lên phía trước. Đẩy. Được. Được chưa? Được rồi, thả xuống. Đại pháo, cậu nghe đây. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi tin cậu sẽ không khiến sự hy sinh của các anh em quốc quân bị uổng phí. Còn có Ngọc Thù cô nương và ông Lý nữa. Nhớ đó, pháo nằm trong tay của cậu. Chút nữa nhờ cả vào cậu đấy. Đại ca, đại ca, một tường chia súng cho mọi người đi. Nghe đây, chút nữa tiếng pháo vang lên, lính Nhật sẽ phát hiện chỗ này. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cản bọn Nhật cho đến khi đại pháo cho nổ hết số vũ khí. Hiểu chưa? Đã rõ. Đại ca, chỗ này cứ giao cho tôi. Được, rút. Để tôi lắc thêm chút nữa. Sao rồi? Đừng có nóng vội quá, để tôi xem sao. Anh giúp tôi đẩy về bên này một chút. Một, hai, đẩy. Được rồi, được rồi. Chú ý,
Là hắn. Chính là hắn. Ai vậy? Cái tên Nhật một tay. Trong trường cho kỹ. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Dùng pháo. Không được nổ súng. Đừng có lải nhải. Mau bắn đi. Tôi phải nổ hắn chết tươi. Tên Nhật. Tên Nhật một tay. Đại tá, kính diễn vọng. Ở bên sườn núi bên kia, phái tiểu đội leo núi qua đó tiêu diệt chúng. Vâng, anh lập tức lên đó tiêu diệt chúng. Rõ, chúng ta phải mau chóng dọn sạch quốc lộ. Vâng. Cậu làm gì vậy? Tên nhát gan, bắn gần quá. Đẩy pháo về phía trước. Đẩy về phía trước. Đẩy về phía trước. Mau đẩy về phía trước đi. Xông lên, bắt chúng đi. Mau, xông lên. Đừng ngừng lại. Mau. Đại ca, lính Nhật đến rồi. Đánh. Được không? Được chưa? Lên tiếng đi chứ. Anh đừng có la, để tôi thử coi. Cậu đẩy nữa thì rơi xuống đó. Anh đừng có la nữa mà. Cậu còn có thể dùng xe pháo đó nữa hay không vậy? Lên cho lính ném bơm, toàn lực phản kích. Dân, lính ném bơm, toàn lực phản kích. Kính diễn vọng. Lôi đại pháo. Cậu là tên vô dụng. Lôi đại pháo. Cậu chạy thì tôi bắn chết cậu đó. Quay lại đi. Lính ném bơm, điều chỉnh phương hướng, ném về phía đông. Lính ném bơm, điều chỉnh phương hướng, ném về phía đông. Đại pháo.
Nằm xuống. Mau nằm xuống. Muốn chết hay sao vậy? Nằm xuống. Vậy mà cậu cũng không chết hay sao? Nằm xuống. Nằm yên đi. Hầu đại ca, anh có nhớ lần trước anh đẩy tôi xuống sườn núi hay không? Cú đá ban nãy tôi trả lại cho anh đó. Đánh xong lính vực thì cậu muốn làm gì tôi cũng được hết. Bây giờ tính sao đây? Tôi còn chưa nói xong đâu. Hầu đại ca, tôi cầu xin anh, trong số đó có tên vực một tay, anh phải giết hắn giúp tôi. Hầu đại ca, nhớ chuyện tôi nhờ anh đấy. Tên Nhật một tay. Cậu nói gì vậy? Cha, mẹ, con trai báo thù cho hai người. Đại pháo! Đại pháo! Yểm trợ! Đại pháo! Đại tá, tình hình bên địch hiểm trở, khó mà tấn công được. Bản đồ. Đại pháo! Đại pháo!
cha, mẹ, con trai đã báo thù cho hai người rồi. Ngài đại tá, đại tá Hideo, đừng, ngài đừng như vậy mà, ngài đừng như thế mà, tất cả đều do bác lộ hết. Ngài đại tá, tất cả đều do mấy tên bác lộ kia mà. Nếu như ngài chết đi thì ai bắt bác lộ quân đây? Đúng đó, đúng thế, vẫn chưa bắt được bác lộ, chứng tỏ chúng ta vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Đúng rồi, đội trưởng Phùng đã tìm được người ngài muốn tìm rồi. Thông qua người đó thì chúng ta vẫn có cơ hội bắt bác lộ mà. Đúng thế. Đúng. Đại tá, mau đứng lên đi. Lôi đại pháo, ông đây khinh cậu nhất đấy. Chẳng có lý do gì khác. Cậu quá hèn nhát rồi, chẳng ra dáng đàn ông gì hết. Cậu nghĩ xem, nghĩ lại chuyện mình làm đi, làm ông đây tức chết. Lần này cậu cừ lắm đó. Là một đại trượng phu, chuyện cậu nhờ lão hầu, lão hầu đã làm rồi. Lão hầu đã xử tên giật một tay đó rồi. Lão hầu cũng đã thông suốt, sau này không mắng cậu nữa. Đợi tới khi chúng ta gặp lại thì sẽ nhậu với nhau. Còn nữa, cậu với Ngọc Thụ, tới khi đó thì tôi sẽ tác hợp cho hai người.
Đại pháo, cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ thông báo cho đoàn trưởng của cậu. Binh sĩ Lý Đại Pháo hy sinh vì nước. Cậu là tinh anh của quân đế quốc Nhật Bản. Phái cậu đi trấn giữ cứ điểm dân thành là để cho cậu khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Nói đi, cậu tính sao chứ? Bốn tư lệnh biết tội, đã phụ lòng tín nhiệm của tướng quân, hổ thẹn với thiên hoàng bệ hạ tại Nhật Bản. Tôi nguyện dùng cái chết để tạ tội. Nếu để cho cậu chết thì tướng quân Teiroji sẽ không phải tôi đích thân đến đây. Lần này vũ khí bị phá hủy đã ảnh hưởng đến chiến sự Hoa Trung. Tư lệnh Matsui đã kiện cậu ra Tĩnh Cương, là tướng quân Teiroji đã ra mặt giữ lại mạng cho cậu. Cảm ơn tướng quân Teiroji đã chiếu cố. Tôi thấy khó hiểu, dân thành bé nhỏ, xung quanh dường như không có quân đội Trung Quốc, tại sao lại vấp phải nhiều khó khăn như vậy chứ? Nguyên nhân là do đâu? Là do bổn tư lệnh vô dụng. Vô dụng sao? Cậu nên biết, đế quốc Đại Nhật Bản chúng ta đã có thể chiếm dùng đất này thì nhất định có thể chinh phục nó. Nói vô dụng là sao? Từ này tuyệt đối không được phát ra từ miệng của cậu. Vô dụng nên thuộc về người bị chinh phục. Phấn chấn tinh thần lên đi. Dũng sĩ của thiên hoàng bệ hạ không được chịu thua. Tướng quân dạy bảo chí phải, vì vậy tôi cũng sẽ không viện cớ cho mình nữa. Chuyện cấp bách lúc này là tiêu diệt Bát Lộ quân, tuyệt đối không thể để cho cứ điểm hậu phương của ta gặp phải mối đe dọa nào hết. Nhưng tôi hiểu. Cậu có kế hoạch gì hay không? Trong tay của tôi có át chủ bài. Tôi đã nghĩ ra kế hoạch từ lâu, hiện đã bắt đầu thực hiện. Kế hoạch này có thể diệt trừ tận gốc hiểm họa của dân thành hay không? Nhất định có thể tóm gọn cả mẻ. Được. Nếu kế hoạch này thành công thì có thể cứu vãn danh dự của cậu trong quân đội. Ngoài ra vẫn còn một chuyện. Dựa theo sự điều chỉnh của hoàng quân trong bố trí chiến lược ở trận chiến Hoa Trung, thì hoàng quân muốn trưng dụng nhà tù dân thành của cậu. Tất cả tội phạm ở đây phải đưa đến Thanh Thành. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Dân không ngờ cái tên nhát gan này cũng to gan thật. Lôi Đại Pháo tốt tính lắm. Tôi nói cậu hay, vậy mà mấy người còn suốt ngày ức hiếp cậu ấy nữa. Cậu ức hiếp người ta thì có. Lâu rồi không về đây, thất gia nhớ dân thành lắm. Cậu đừng có nhắc nữa, tôi cũng nhớ lắm.